Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZ Film Việt Nam. Trong clip hôm nay tôi sẽ trao đổi với quý vị và các bạn về top 5 ngành triển vọng nhất thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Thứ nhất đó là ngành bán lẻ, thứ hai là ngành ngân hàng, thứ ba là ngành nước sạch, và thứ tư là ngành công nghệ và cuối cùng là ngành vật liệu xây dựng. Sau đây tôi sẽ cùng quý vị và các bạn đi chi tiết vào từng ngành như sau. Trước tiên là ngành bán lẻ thì chúng tôi cho rằng đây là ngành hưởng lợi nhất từ sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam. Thì cơ cấu dân số vàng cùng với giai cấp trung lưu tăng mạnh trong cái điều kiện GDP của chúng ta tăng ở top đầu thế giới. Thứ nhất là về GDP thì tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới, trung bình trên 6% đến năm 2023. Thứ hai là tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng đạt 4,4 triệu tỷ đồng, chiếm 80% GDP năm 2018 và tăng 13% so với 2017. Giai đoạn 2012 đến 2018 chúng tôi thống kê được rằng là tăng lên đến trung bình khoảng độ 12% ở đây ạ. Thứ ba nữa là quy mô dân số của Việt Nam rất lớn, khoảng 93,7 triệu người. Trong đó cơ cấu dân số thì rất là trẻ, với 60% dân số trong độ tuổi từ 18 đến 50. Và đây chính là cái độ tuổi tiêu dùng mạnh nhất và có cái nguồn thu nhập tăng trưởng mạnh nhất để thúc đẩy cái ngành bán lẻ này. Và thứ tư là chi tiêu hộ gia đình. Theo chúng tôi dự báo thì tốc độ tăng trưởng gộp có thể đạt trên 10% trong 5 năm tới đến năm 2023. Như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây ạ. Nhờ GDP thúc đẩy tăng trưởng ngành bán lẻ thì ngành bán lẻ có cái tăng trưởng hàng năm rất là cao. Từ 2012-2013 đến năm 2018 trung bình ở đâu đó khoảng độ gần 13% một năm, rất là cao. Và với cái tốc độ tăng trưởng này thì rất hiếm có ngành nào có thể đạt được cái mức như thế này. Tiếp theo, vậy tương lai thì ngành bán lẻ có tăng trưởng tốt hay không? Thì theo chúng tôi là trong tương lai tăng trưởng rất là tốt trên cơ sở tôi vừa trình bày là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ độ phủ kênh bán hiện đại còn rất thấp, do đó là tạo nên cái dư địa phát triển, song song với đó là thị trường thương mại điện tử phát triển rất mạnh. Thì về độ phủ kênh bán lẻ thì như ở Singapore thì lên đến 90%, Malaysia 60%, tuy nhiên ở Việt Nam thì kênh bán lẻ hiện đại chỉ chiếm có 25%, do đó 75% còn lại là cái cơ hội phát triển rất lớn cho các cái chuỗi bán lẻ hiện đại. Theo thống kê của Nielsen thì những chỉ báo tăng trưởng của một thị trường về thương mại điện tử tốt như là độ tuổi trung bình thì nhỏ hơn 37 tuổi, thì ở Việt Nam đâu đó khoảng 32 tuổi. Thứ hai là tăng trưởng người tiêu dùng kết nối tốt thì nó lớn hơn 5,3% một năm là tốt, thì cái tỷ lệ này hiện ở Việt Nam rất là thấp, rất là thấp. Thứ ba nữa là tỷ lệ kênh bán lẻ hiện đại đấy ạ. Đó. Nhỏ hơn 78% thì sẽ thúc đẩy phát triển rất tốt thương mại điện tử, thì ở Việt Nam đâu đó có 25% đấy ạ. Và tiếp theo là mô hình kinh doanh truyền thống chiếm 75% gồm những cái gì? Thứ nhất là về chợ truyền thống có khoảng 10.000 điểm chợ truyền thống, và bên cạnh đó có khoảng 100.000 điểm chợ cóc, chợ tạm. Và đây là cái cơ hội để cho các chuỗi bán lẻ có thể thay thế dần những điều đó. Vậy ngành bán lẻ tiềm năng là như thế, thì có những cái doanh nghiệp nào chúng ta cần chú ý? Thì theo chúng tôi có hai doanh nghiệp rất đáng chú ý. Thứ nhất là doanh nghiệp PNG, tức là đây là công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Doanh nghiệp này có cái chuỗi mở rộng và phát triển rất là tốt. Thứ hai là chính là công ty cổ phần Thế Giới Di Động, với các cái thương hiệu hàng đầu Việt Nam như là chuỗi Thế Giới Di Động chiếm 50% thị trường điện thoại, chuỗi điện máy xanh chiếm 40% thị trường, và chuỗi bách hóa xanh đang phát triển rất là mạnh mẽ. Tiếp theo, chúng tôi trao đổi với quý vị về các bạn ngành thứ hai, đó là ngành ngân hàng. Thì theo chúng tôi đây là một ngành tăng trưởng rất mạnh mẽ, gấp 2 lần so với GDP. Thì ngành này tiềm năng ở chỗ, thứ nhất nó là một ngành xương sống của nền kinh tế. Tức là nền kinh tế muốn phát triển thì không thể không thúc đẩy cái ngành ngân hàng này. Và ngành ngân hàng này được coi như kiểu là xương sống của nền kinh tế vậy đấy. Có nó thì nền kinh tế mới phát triển một cách bền vững và mạnh mẽ được. Thứ hai là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành. Thì có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng tín dụng đại diện chính cho việc tốc độ tăng trưởng của ngân hàng đấy ạ. Hàng năm trung bình đâu đó tăng trưởng khoảng 14 đến 15% một năm. Đó. Thứ ba nữa là ngành ngân hàng là một ngành có lợi thế cạnh tranh rất mạnh, bền vững và lâu dài dựa trên các cơ sở. Thứ nhất là về cái việc rào cản gia nhập ngành rất lớn. Chúng ta có thể thấy rằng trong 10 năm qua gần như không có một ngân hàng mới nào được cấp phép thành lập. Trong khi đó, rào cản thoát ngành thì lại cũng lại khá là nhẹ nhàng, không quá khó. Cũng trong 10 năm qua thì có tới gần 10 ngân hàng đã bị sáp nhập hoặc được bị mua lại với giá không đồng.
Thế do đó cái mức độ cạnh tranh của ngành này về cơ bản là không mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cái ngân hàng ở trong đây phát triển một cách mạnh mẽ. Và thứ tư, các ngân hàng thì không có giới hạn tăng trưởng. Thì với cái việc tăng trưởng của ngân hàng, chúng tôi tạm tính rằng bằng với thứ nhất là tăng trưởng GDP cộng với lạm phát và cộng với các cái kinh tế ngầm. Bởi vậy cho nên là tăng trưởng ngân hàng, quý vị và các bạn có thể thấy, thường cao gấp khoảng 2 lần so với GDP, đến 2,5 lần so với GDP. Và cái việc tăng trưởng không giới hạn này có thể dẫn chứng bằng việc chính các ngân hàng niêm yết trên sàn. Nếu như cách đây khoảng 10 năm thì Vietcombank, BIDV và Vietinbank không ăn thua gì so với Vinamilk cả. Nhưng tuy nhiên hiện nay Vietcombank đã có cái lợi nhuận gấp 1,8 lần so với Vinamilk mà vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 20%, 30% một năm, trong khi Vinamilk thì cũng đã chậm lại rồi. Bởi vì như chúng tôi đã nói ở trên, đó là tăng trưởng nền kinh tế luôn luôn cần có ngân hàng tăng trưởng. Còn khác với các ngành khác, đó là khi nó tới một tới hạn nào đó thì nó sẽ ngừng tăng trưởng nữa. Đó, ngay cả nền kinh tế thậm chí không tăng trưởng nữa thì là ngân hàng vẫn tiếp tục tăng trưởng được, bởi vì nền kinh tế vẫn cần có các lạm phát, do đó cung tiền vẫn cần phải luôn luôn gia tăng qua các năm. Và trong các ngân hàng ở Việt Nam thì những ngân hàng nào chúng ta nên tập trung chú ý để đầu tư trong lâu dài thì chúng tôi đưa ra ở đây gồm có 4 ngân hàng. Trước tiên phải nói đến đầu tiên đó chính là ngân hàng Vietcombank. Thì đây là một ngân hàng đầu ngành của tất cả các ngân hàng, không những mà các ngân hàng mà thậm chí Vietcombank còn là cái doanh nghiệp có lợi nhuận khủng nhất thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm tới, thậm chí trong 10-15 năm tới, khó có đối thủ nào có thể vượt được. Và thứ hai chúng tôi muốn nói đến đó là ngân hàng Techcombank. Thì đây là một ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ. Và tuy quy mô tài sản của Techcombank thì không thể đọ được với các ngân hàng quốc doanh, tuy nhiên đây lại là ngân hàng có cái mức lợi nhuận vượt trội so với cả BIDV, Vietinbank một cách rất bền vững và chỉ thua Vietcombank mà thôi. Và ngân hàng này trong tương lai sẽ thu hút được rất là nhiều các cái lực lượng khách hàng cũng như cung cấp được rất nhiều các cái sản phẩm quan trọng theo xu hướng công nghệ. Ngân hàng thứ ba tôi muốn nói đến ở đây đó là ngân hàng quân đội. Thì đây cũng là một những trong những ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam, với lợi thế đó là có quan hệ được với các cái tổng công ty, các cái hệ thống về quân đội rất là mạnh, rồi là CASA của họ rất nhiều, do đó cái giá vốn của họ rất thấp. Bên cạnh đó thì MBB cũng có lợi thế rất lớn trong cái lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm, vân vân. Và ngân hàng thứ tư chúng tôi muốn nói đến ở đây đó là ACB. Thì đây là ngân hàng có thể nói có chất lượng tài sản tốt nhất Việt Nam, với hệ thống quản trị rủi ro cũng là số 1 Việt Nam. Do đó cái chất lượng sinh lời của ACB rất là cao và rất đáng cho chúng ta có thể đầu tư trong dài hạn. Sau đây tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tiếp tục đến với ngành thứ ba, đó là ngành nước sạch. Thì theo chúng tôi đây là ngành có lợi thế cạnh tranh mạnh và bền vững nhất trong các ngành ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, trên cơ sở sau. Thứ nhất đó là lợi thế cạnh tranh mạnh dựa trên cái tính độc quyền về cấp nước. Như quý vị và các bạn có thể thấy, nếu khu vực nhà quý vị dùng nước chẳng hạn, thì nếu có một công ty đào đường ống và cấp nước vào đó thì chắc chắn là sẽ không có đối thủ thứ hai dám hoặc được nhà nước cho phép để đào đường nước bán vào đó. Thì do đó cái tính độc quyền của nước sạch là rất cao. Và đặc biệt là đối với những cái công ty nước sạch muốn mở nhà máy hay là muốn thành lập công ty để cung cấp cho một vùng nào đó thì cần phải được cấp phép của nhà nước. Và nhà nước cũng tính toán dựa trên cơ sở là những doanh nghiệp có sẵn có đáp ứng được hay không. Nếu không đáp ứng được hoặc nếu thị trường đó còn mở thì họ mới cho phép các cái doanh nghiệp khác nhảy vào. Tiếp theo đó là tỷ lệ sử dụng nước sạch ở Việt Nam còn khá thấp, chưa đến 70% dân số được sử dụng nước sạch. So với các cái nước trong khu vực thì tỷ lệ này tương đối thấp và cái dư địa tăng trưởng ở việc sử dụng nước này còn rất lớn. Do đó là ngành nước sạch sẽ có cái sự tăng trưởng khá là tốt dựa trên cơ sở này. Thứ ba nữa là tỷ lệ nước bình quân đầu người của Việt Nam rất là thấp. Tổng các cái hệ thống nước sạch của Việt Nam đâu đó khoảng độ hơn 5 triệu mét khối ngày đêm. Tính ra bình quân mỗi năm người Việt tiêu thụ trung bình có 22 mét khối một người một năm, tức là chưa đến 1 mét khối một người một tháng.
Cái tỷ lệ này thì thấp hơn rất rất nhiều so với các cái nước trong khu vực. Ví dụ như Singapore của họ phải gấp 5 lần, hay là các cái nước như Thái Lan thì cũng phải gấp khoảng 3 đến 4 lần, Malaysia gấp 4 lần, và thấp hơn rất nhiều, thấp hơn cả các cái nước nhỏ xung quanh nữa. Do đó, cái nhu cầu, cái dư địa để cái tăng tiêu thụ nước trên bình quân đầu người này vẫn còn rất lớn để cho các cái công ty nước sạch có thể tận dụng vào tăng trưởng trong tương lai của mình. Tiếp theo thứ tư, đó là giá bán nước ở Việt Nam vẫn còn rất thấp, do đó tiềm năng tăng trưởng còn cao và hiện nay đã có lộ trình tăng giá nước rất rõ ràng. Ví dụ như là ở Bình Dương thì họ có lộ trình tăng 5% ở một năm. Như chúng ta có thể thấy rằng nước sạch dùng ở nhà chúng ta đâu đó chi phí hàng tháng chưa đến bằng 1/10 so với điện. Thế thành ra là có một cái lợi thế của ngành nước sạch, đó là họ có tăng 10%, 20% thì chúng ta vẫn cảm thấy nó rất bình thường và không gây ra được những cái phản ứng dữ dội, bởi vì nó còn rất thấp và tiêu thụ nó rất nhỏ. Ví dụ như nhà tôi chẳng hạn có 3 đến 4 người thì tiêu thụ nước sạch một tháng của tôi chỉ 70.000 thôi. Nếu tăng 10% lên 77.000 thì tôi không hề thấy vấn đề gì cả. Tuy nhiên tiền điện nếu tăng từ hơn 1 triệu lên 1 triệu mốt lên 1 triệu 3 chẳng hạn thì là vấn đề rất lớn. Tiếp theo, yếu tố thứ 5 mà ngành nước sạch có rất là thuận lợi để phát triển, đó là ở Việt Nam hiện nay thì công nghiệp hóa thúc đẩy cái sự phát triển của các doanh nghiệp, thúc đẩy thu hút FDI rồi là mở rộng các doanh nghiệp sản xuất và từ đó làm gia tăng cái tiêu thụ nước rất là mạnh. Và chúng tôi đặc biệt chú ý ở đây là bởi vì các cái doanh nghiệp sử dụng nước sạch để kinh doanh thì cái giá nước sẽ cao gấp gần gấp 2 lần so với giá nước sinh hoạt. Và đây chính là cái nơi mang lại cái lợi nhuận rất cao cho các cái công ty nước sạch đó. Và trên thị trường có những cái công ty nước sạch nào cần chú ý thì chúng tôi nêu ra ở đây gồm 3 cái doanh nghiệp chính. Trước tiên đó là cái công ty nước sạch Thủ Dầu 1. Tiếp theo là cái công ty Biwase, tức là công ty cổ phần nước và môi trường Bình Dương. Thì hai công ty này nằm ở trong một cái khu vực đang có cái tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa cực mạnh. Do đó cái nhu cầu tiêu thụ nước của họ tăng trưởng rất tốt. Ngoài ra đây cũng là hai cái doanh nghiệp gần như là độc quyền cấp nước tại Bình Dương, có cái hiệu quả sinh lời rất cao trên đồng vốn cũng như là có biên lợi nhuận về nước sạch rất cao. Ví dụ như TDM biên lợi nhuận nước sạch của họ đâu đó lên đến khoảng 60%, tức là bán 10 đồng nước thì lãi tới 4 đồng. Tiếp theo chúng tôi muốn nói đến đó là công ty cổ phần Viwaco, tức là công ty cung cấp nước sạch Vinaconex. Thì công ty này phụ trách cấp nước sạch cho các cái huyện, quận ở phía tây thành phố. Ví dụ như là cung cấp cho huyện Thanh Trì, quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, rồi là Nam Từ Liêm. Và đây đều là những cái quận có cái tốc độ đô thị hóa rất cao và có rất nhiều các cái siêu đô thị lớn đang đã và sẽ triển khai. Do đó cái nhu cầu nước sạch ở khu vực này sẽ tăng rất cao trong những cái thời gian tới và Viwaco sẽ được hưởng lợi rất lớn. Thì trên đây là 3 cái công ty nước sạch chúng tôi giới thiệu với quý vị. Tiếp theo chúng ta vào ngành thứ tư, đó là ngành công nghệ. Thì chúng tôi cho rằng xu hướng sẽ là tất yếu của xã hội đó. Trước tiên là về cách mạng 4.0 và xu hướng chuyển đổi số thì nó là tất yếu mạnh mẽ rồi, không cần phải bàn cãi. Chính điều này đã giúp cho cái việc cầu về cái lĩnh vực công nghệ thông tin này lớn hơn so với cung rất nhiều. Điều này rất thuận lợi cho các cái doanh nghiệp công nghệ có thể phát triển mạnh mẽ. Thứ hai nữa là trong nước thì chính phủ đang hết sức nỗ lực và thúc đẩy các cái chuyển đổi số từ chính quyền chính phủ rồi là đến chính quyền địa phương. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp ở Việt Nam thì cũng bắt đầu phải đưa ra lựa chọn, một là thay đổi và hai hoặc là chết. Bởi vì trong cái thời đại công nghệ số này, nếu doanh nghiệp mà chậm thay đổi thì ngay lập tức sẽ bị đối thủ vượt trội trong một cái thời gian rất ngắn. Như ngày xưa, một doanh nghiệp để có thể chiếm lĩnh thị trường có khi họ mất 2, 30 năm, 40 năm. Nhưng hiện nay thì thời gian rất nhanh. Ví dụ như thế giới di động chẳng hạn. Ngày xưa nếu mà mảng điện máy thì Nguyễn Kim, Pico và các cái doanh nghiệp mạnh nhất trong ngành họ phải mất 5, 7 năm, 10 năm mới chiếm được có chưa đến 10% thị phần. Nhưng khi điện máy xanh của thế giới di động vào, họ đâu đó mất chỉ 33 năm đến 4 năm họ đã chiếm được 40% toàn thị phần. Và cái yếu tố này, yếu tố công nghệ đã góp phần thúc đẩy họ rất mạnh như vậy. Chính vì thế cho nên là khẩu hiệu doanh nghiệp thay đổi hay là chết nó rất là phù hợp và nó thúc đẩy cái sự phát triển rất là mạnh của các doanh nghiệp. Tiếp theo yếu tố thứ ba đó là về cái mảng
công nghệ thông tin này thì Việt Nam là một nước có lợi thế về nguồn nhân lực rất lớn. Trên cơ sở, Việt Nam là đất nước chú trọng đến cái vấn đề học toán và người Việt học toán tương đối giỏi so với các nước khác. Bởi vậy, tạo cái cơ sở cho cái việc tạo ra các cái kỹ sư công nghệ thông tin rất tốt. Bên cạnh đó là cơ cấu dân số trẻ thì nó cũng rất phù hợp phát triển ngành công nghệ thông tin. Nếu một đất nước như đất nước Nhật chẳng hạn, dân số của họ rất già, thì cái việc để phát triển công nghệ thông tin là một điều gần như không thể. Bởi vì cái này gần như chỉ dành cho giới trẻ mà thôi. Tiếp theo là cái chiến lược về quốc gia ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng thúc đẩy cái mảng này phát triển rất mạnh. Có thể thấy rằng là lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay gần như là được rất rất nhiều trường họ tổ chức đào tạo và phát triển, cũng như được hỗ trợ thúc đẩy của chính phủ, bộ giáo dục và các cái cơ quan chức năng. Do đó là các cái công ty lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ được phát triển rất là mạnh. Và trên sàn hiện nay thì thực sự thì cũng có không có nhiều các cái công ty về công nghệ tốt, thì chúng tôi chỉ xin giới thiệu đây đó là doanh nghiệp FPT thôi. Đó, thì đây là doanh nghiệp đầu ngành và hơn hẳn chục lần so với các cái đối thủ đứng tiếp theo, có rất nhiều lợi thế cạnh tranh. Và ngành thứ 5 chúng tôi muốn nói đến ở đây đó là ngành vật liệu xây dựng. Thì đây chính là nền tảng cho sự phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa của Việt Nam trong tương lai. Có thể thấy là nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn chỉ là đang phát triển và đang thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp hóa rất nhiều. Thành ra ngành xây dựng sẽ là một ngành được hưởng lợi nhiều nhất trong tương lai. Thì trên các cái cơ sở sau, thứ nhất là kinh tế phát triển mạnh các cái lĩnh vực sản xuất và công nghiệp cũng sẽ thúc đẩy xây dựng các nhà máy, nhà xưởng, khu công nghiệp. Thứ hai là tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đâu đó còn rất thấp, khoảng 40% hết 2019 mà thôi. So với các nước khác như Trung Quốc 60%, Hàn Quốc 82% thì vẫn còn dư địa để đô thị hóa rất lớn. Thứ ba nữa là tốc độ đô thị hóa của Việt Nam đang diễn ra rất nhanh chóng, với tốc độ khoảng 2-3% một năm. Thì đâu đó mất khoảng độ hơn 10 năm tới là chúng ta sẽ đuổi kịp Trung Quốc hiện nay về cái đô thị hóa. Thứ tư nữa là nhu cầu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam vô cùng lớn, dựa trên cái việc cần phải xây dựng cái hạ tầng này để đón đầu các cái tăng trưởng kinh tế trong tương lai, hay là phục vụ cho sự phát triển kinh tế trong tương lai. Có thể kể đến các cái công trình rất tiêu biểu như cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, hay là các cái tuyến metro tàu điện ngầm đấy ạ, ở Sài Gòn, hay là các cái tuyến metro ở trên nổi ở Hà Nội chẳng hạn. Và cuối cùng, yếu tố thứ năm đó là tiêu thụ bình quân đầu người về các cái vật liệu xây dựng ở Việt Nam đâu đó vẫn rất thấp, chỉ chưa bằng 50% so với các cái nước phát triển. Trên đây là chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn top 5 ngành quan trọng có cái sự tăng trưởng mạnh nhất trong tương lai mà chúng ta nên tập trung hướng tới đầu tư trong 5 đến 10 năm tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nhớ like và subscribe kênh của chúng tôi để nhận được nhiều clip ý nghĩa hơn nữa.